Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng Giêng năm 1996, chúng ta ở tại Sâm Hà trong khóa tu mùa đông. Trong khi đi thiền hành, chúng ta có thể đưa tâm xuống dưới lòng bàn chân để mà đi, tức là chúng ta chú trọng, chúng ta tập trung tâm ý ở bàn chân. Cố nhiên là chúng ta có thể tập trung tâm ý ở chỗ khác, nhưng mà nếu quý vị chưa thử tập trung tâm ý ở dưới gan bàn chân thì hãy nên thử, rất là hay. Mình biết rằng mình đang dẫm lên trên đất và trái đất rất là nhiều màu, trái đất là mẹ của tất cả chúng ta. Và hành tinh xanh là một hiện tượng màu nhiệm. Mẹ chúng ta là một hiện tượng hết sức là màu nhiệm. Thế là đi thiền hành cũng giống như là trở về với mẹ, được mẹ ôm ấp. Và bàn chân của chúng ta và hai chân của chúng ta sẽ vững lên, đi từng bước vững chãi. Rồi chúng ta có thể có hạnh phúc, có vững chãi, có thảnh thơi trong khi đi như vậy. Tại vì bước những bước ý thức trên hành tinh xanh này, đó là một cái hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đó có thể lớn, có thể rất lớn. Và cái tầm hạnh phúc đó, cái trình độ hạnh phúc đó, nó tùy thuộc ở cái định tâm của chúng ta. Chúng ta càng có định tâm vững chãi từng nào thì cái hạnh phúc của chúng ta lúc đi thiền hành càng lớn chừng đó. Tại vì lúc đó chúng ta không có phóng tâm về tương lai, chúng ta không có phóng tâm về quá khứ, chúng ta an trú trong hiện tại, nổi một cái ý thức rằng ta đang còn sống và ta đang bước những bước chân vững chãi, an lạc và thảnh thơi trên hành tinh xinh đẹp này. Nổi cái đó đã là giác ngộ, nổi cái đó đã là an lạc, là giải thoát. Bởi vì vậy cho nên thiền hành có thể đem lại cho ta rất nhiều niềm vui, nhiều an lạc, nhiều giải thoát. Thiền hành có thể nuôi dưỡng chúng ta. Có một số em hôm đó phải lên sân cốc để làm việc. Rất tiếc phải bỏ mất một buổi thiền hành chung với đại chúng. Xem nói, nếu mà trời mưa đại chúng không đi thiền hành thì mình bớt tiếc. Và như vậy có nghĩa là sư em đó đã biết được cái hạnh phúc của sự đi thiền hành. Mà không được đi thiền hành với đại chúng giống như là không được ăn cơm, không được đi ngủ. Và vì vậy cho nên sư em rất tiếc nếu mình bỏ mất một buổi thiền hành. Thì đối với thiền tọa cũng vậy. Chúng ta thấy thiền tọa là một nhu yếu của chúng ta. Chúng ta không ngồi thiền, chúng ta thấy đói, chúng ta thấy thiếu kém, thiếu vững chãi. Thì ngồi xuống đất, thì
mình hết đi cái sự bông lông, hết đi cái sự đong đưa, hết đi cái khuynh hướng bay bổng ở trong hư không, bay bổng trong tư tưởng. Ngồi nó tập cho mình tiếp xúc với thực tại. Và khi mà mình ngồi thiền tọa mà mình cảm thấy không có an lạc, không có thoải mái là tại vì mình chưa thấy được cái nhu yếu của mình. Cái nhu yếu muốn được vững chãi, muốn được hai chân chấm đất, muốn được thảnh thơi, muốn không bị bận rộn. Còn nếu mà chúng ta thấy được cái nhu yếu đó thì từ khắc cái sự ngồi thiền trở nên một cái nhu yếu hàng ngày, như là nhu yếu đói ăn hay là khát uống. Trong đời sống hàng ngày, cái giờ ngồi thiền là cái giờ trong đó ta có tự do và chủ quyền. Tại vì trong lúc đó không có ai có quyền quấy rối ta, hỏi ta một câu hay nhờ ta làm công việc này hay công việc khác. Ta có quyền ngồi yên, ta có quyền trở về với ta. Ta có thể mở mắt, ta có thể thấy được rằng được ngồi như thế này không làm gì. Đó là một cái diễm phúc. Ít người trong xã hội này được có cái diễm phúc đó. Họ luôn luôn phải chạy, phải xoay vòng như một cái trong chóng, phải chạy như bị ma đuổi. Họ không có cái cơ hội để ngồi xuống, để đem thân tâm về một mối, để ý tới hơi thở, để thưởng thức cái sự có mặt của đất trời, của chính mình, để có thể mỉm cười với sự sống. Cho nên tập ngồi như thế nào để cho cái sự ngồi thiền của chúng ta trở nên một cái nhu yếu cần thiết mỗi ngày, và chúng ta có thể nuôi dưỡng ta bằng cái pháp môn ngồi cũng như là pháp môn đi hay là pháp môn ăn. Hôm 19 Tây, tức là hôm thứ Sáu, thì Thầy có nói pháp thoại về chùa Từ Hiếu, chùa Tổ. Mình ngồi ở tại đây. Thầy ngồi ở tại Phương Khê cùng với khoảng mười mấy sư chú và sư cô biết nói tiếng Huế, biết nghe tiếng Huế. Và Thầy đã nói pháp thoại về chùa Tổ. Pháp thoại gọi là Viễn Thông Pháp Thoại, Tele Dharma Talk. Thì bên nhà hôm qua báo cáo rằng là tất cả mọi người đều cảm động, gần như muốn khóc. Sư chị Minh Tánh có mặt ở đó, sư chị quan sát các sư chú và các sư cô, thấy mắt người nào người đó sáng rỡ lên. Không ai dám thở mạnh, không ai dám đưa tay lên, sợ làm hư gãy cái không khí đó. Và tất cả mọi người đều có cảm tưởng rất rõ rệt là Thầy đã về chùa. Và sau đó thì đại chúng đã đi thiền hành, khoảng 100 người, phần lớn là người xuất gia. Chủ nhật tới, trong pháp đường này, lúc 9 giờ rưỡi chúng ta sẽ có pháp thoại trước khi chúng ta đi thiền hành. Và tăng thân Sen Búp ở bên Úc đó, xin được nghe pháp thoại đó qua điện thoại. Vậy cho nên chúng ta bắt đầu vào 9 giờ rưỡi. Hôm
Hôm nay chúng ta bắt đầu học về Thiền sư Trúc Lâm, tức là vị tổ sư của phái Trúc Lâm Yên Tử, một phái thiền được thiết lập tại Việt Nam, tại Đại Việt. Khi mới đi xuất gia thì Trần Nhân Tông có pháp hiệu là Hương Vân. Hương Vân tức là đám mây thơm, đám mây hương. Và sau đó thì đổi cái hiệu là Trúc Lâm. Chúng ta biết rằng trước khi đi xuất gia thì Hương Vân đã là một ông vua. Một ông vua sống trong quyền quý, cao sang, nhung lụa, nhưng mà đã bỏ đời sống đó để trở nên một người xuất gia. Và sau khi xuất gia rồi thì vua sống rất đơn giản. Vua sống một đời sống gần như là khổ hạnh. Và vua tự gọi mình là Đầu Đà. Đầu Đà tức là người tu khổ hạnh. Tiếng Phạn là Dutta. Dutta có nghĩa là rũ bụi, rũ hết bụi bặm của cuộc đời. Trong đó có cái bụi danh, bụi lợi, bụi tài, bụi sắc. Đấu tẩu có nghĩa là rũ bụi. Đấu tẩu là tiếng Hán Việt. Tiếng Phạn là Dutta, dịch là đấu tẩu hoặc là rũ hết bụi bặm. Và vua quả thật là đã rũ hết bụi bặm. Từ khi xuất gia, vua không có đi xe nữa. Vua luôn luôn đi bộ. Và cố nhiên là vua không có chịu đi cáng. Cáng tức là một cái võng có hai người khiêng hay là bốn người khiêng. Thật ra võng thì hai người khiêng, cáng thì có thể bỏ bốn người khiêng. Thì khi xuất gia thì pháp hiệu của vua là Hương Vân Đầu Đà. Và sau đó thì đổi lại là Trúc Lâm Đầu Đà. Trúc Lâm có nghĩa là rừng tre. Sau này cái danh từ Trúc Lâm được dùng cho cái thiền phái, thiền phái Trúc Lâm. Vua là cháu nội của Trần Thái Tông. Và hồi nhỏ vua cũng có lần trèo lên núi Yên Tử tính xin đi xuất gia. Có cái hạt giống của ông nội. Nhưng mà tại vì vua cha Trần Thánh Tông không cho nên không có được phép xuất gia. Vua ăn chay từ hồi còn nhỏ. Vua tên là Khẩm, con trưởng của vua Thánh Tông. Mẹ của vua là Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm, tức là người đã em gái của Tuệ Trung Thượng Sĩ.
Đây là những lời phê bình về đời của vua do một sử thần Nho giáo, tức là Ngô Sĩ Liên. Sứ thần tức là ông quan chuyên lo về việc giáp sự, sứ thần. Vua Huy là Khẩm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu, sinh năm Giáp Ngọ, Nguyên Phong thứ 8, tháng 11, ngày 11, được tinh anh của Thánh Nhân, đạo mạo thuần túy, nhan sắc như vàng, thể chất hoàn toàn, thần khí tươi sáng, hai cung đều cho là lạ, gọi là kim tiên đồng tử. Đây là sự bóp méo, là tại vì tam tổ, trong tam tổ thực lục á, không phải là danh từ kim tiên đồng tử mà là kim Phật, tức là đức bụt bằng vàng. Tại ông này là ông nhà nho, nên ông không ưa chữ bụt vàng, cho nên ông sửa lại kim tiên đồng tử cho nó có vẻ nhà giàu. Mà chắc chắn là sách tam tổ thực lục đúng hơn, tại có nhà chùa giữ. Ở vai bên tả có nốt ruồi đen, cho nên có thể cán đáng được việc lớn. Ở ngôi 14 năm, nhường ngôi 5 năm, xuất gia 8 năm, thọ 51 tuổi, băng ở am Ngọa Vân trên núi Yên Tử. Hòa nhã, cố kết lòng dân, sự nghiệp phục hưng làm vẽ vang đời trước, thật là một vua hiền của nhà Trần. Song vui lòng ở kinh Phật, tuy bảo là đến siêu thoát, nhưng không phải là đạo trung dung của thánh nhân. Đó là cái lời phê bình của nhà nho, rất là hẹp hòi. Vua cái gì cũng giỏi hết, chỉ có cái theo đạo Phật là không giỏi thôi. Chúng ta biết rằng người kế vị của vua Nhân Tông là vua An Tông. Sau khi làm vua 14 năm, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con là An Tông, để có thể có thời giờ mà tu học. Vua chưa xuất gia liền, tại vì vua muốn có một thời gian để đứng sau lưng con, để cho ông vua con này tập sự cho khá giỏi, thì mình mới đi tu. Sự chép lại là một hôm từ từ cung Thiên Trường tới, thì Thượng Hoàng Nhân Tông không có thấy vua An Tông ở đâu cả. Đi tìm cung này sang cung khác thì không có thấy nhà vua trẻ đâu hết. Thì hỏi các cung nữ nói là Hoàng Thượng đang ngủ ở trong tẩm điện, tại hồi trưa uống rượu nhiều quá, uống rượu xương bồ, có một thứ rượu rất thơm rất ngon gọi là rượu xương bồ. Thượng Hoàng không bằng lòng, ngài trở về cái chỗ tu học của mình. Và ngài ra lệnh các quan trong triều tới đó để bàn bạc và hội nghị với ngài. Lúc đó thì vua An Tông thức dậy, say rượu thức dậy, hỏi thăm, biết rằng là Thượng Hoàng có tới thăm, tin mình không có ra,
và đã không bằng lòng bỏ về cung Thiên Trường và triệu tập các quan về đó để hội nghị. Thành ra vua sợ quá đi. Vua sợ quá đi. Tại vì cái chuyện mình làm vua mà mình say rượu, mình ngủ, cho đến nỗi thường hoàng tới thăm mà mình không có mặt để rồi đón tiếp, đó một cái lỗi lớn. Thành vua Anh Tông không biết làm sao. Các quan đi hết rồi. Thì đi quanh đi quẩn, đi qua bên chùa, như chùa Thiên Phúc, thì gặp một anh chàng sinh viên đang ngồi đọc sách ở trước sân chùa. Anh chàng sinh viên đó tên là Đoàn Nhữ Hải. Thì vua Anh Tông mới nói, này anh ngồi xuống viết cho tôi, viết cho trẫm. Khanh ngồi xuống đây viết cho trẫm một cái thơ sám hối, một cái tờ biếu tạ tội với thượng hoàng. Rồi hai vua tôi ngồi đó, rồi vua nói ý, rồi Đoàn Nhữ Hải, anh chàng sinh viên đó, viết xuống một cái tờ biếu để tạ tội. Rồi hai người lấy thuyền chèo về Phủ Thiên Trường. Và vua quỳ ở trước trước sân phủ và đổi cái tờ biểu để dâng lên. Lúc đó trời mưa, anh chàng sinh viên Đoàn Nhữ Hải quỳ phía sau lưng. Thì lúc đó ở trong đó người ta thấy hết, thượng hoàng và các quan thấy hết. Rồi để cho vua quỳ như vậy một lúc thì thượng hoàng mới ra lệnh cho đi vào. Đọc xong cái tờ biểu tạ tội thì thượng hoàng mới quở rằng là ta đang còn sống, mà con còn làm như vậy, huống hồ sau này ta chết thì con sẽ làm như thế nào? Thì chỉ la có một câu thôi. Rồi sau đó thì tha tội cho vua. Sử ghi lại rằng từ cái giờ phút đó về sau, vua Anh Tông không có động tới một giọt rượu nào nữa. Từ đó về sau, vua Anh Tông không uống rượu nữa. Không những là rượu xương bồ, mà bất cứ thứ rượu nào cũng không uống một giọt nào nữa. Bài học rất là đích đáng. Trong cái thời gian mà tập sự xuất gia 5 năm đó, thì vua đợi cho ông vua con lớn lên vững chãi. Và đồng thời vua cũng có rất nhiều thời giờ để học tập kinh điển, để tham vấn với các vị thiền đức và để tu tập ngay trong cái trụ sở của vua. Năm 1299 thì vua xuất gia. Con số này rất dễ nhớ, 1299, tức là chỉ còn một năm nữa thì là tới 1300. Vua xuất gia tại chùa Hoa Yên ở trên núi Yên Tử. Hồi đó cái chùa Hoa Yên có tên là chùa Vấn Yên. Hoa Yên là cái tên mới của vua Lê Đạt. Và xuất gia dưới sự chứng minh và truyền giới của Thiền sư Huệ Tuệ. Thiền sư Huệ Tuệ tức là thế hệ thứ 5 của thiền phái Yên Tử. Cùng một thế hệ với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhưng mà Huệ Tuệ là người xuất gia, còn Tuệ Trung
là một thiền sư cư sĩ. Sự chép lại là cái ngày vua xuất gia đó, thì tại kinh đô có một ông thầy, ông ấy đốt một ngón tay để cúng dường. Nếu quý vị đọc sách A Mê Ngộ thì quý vị sẽ tìm thấy cái ngôi chùa đó, sẽ biết được cái tên của cái ngôi chùa đó và của vị trụ trì ngôi chùa đó. Tôi không có nhớ. Và khắp thủ đô họ nghe rằng có một vị thiền tăng đang đốt một ngón tay để cúng dường nhân dịp vua xuất gia, thành họ tới, họ tới rất đông để họ coi. Thì họ thấy vị xuất gia đó ngồi xếp bằng, ngồi trong tư thế kiết già, đưa một ngón tay lên trên một ngọn nến và để cho ngọn nến đó nó đốt cháy ngón tay mình từ từ, mà cái nét mặt không có nhăn. Tại vì chuyện một ông vua mà đi xuất gia là chuyện rất hiếm. Ở bên Trung Quốc á, chưa có ông vua nào đi xuất gia hết. Đời Lý thì ông vua đầu tiên của nhà Lý là Lý Thái Tổ, lại xuất thân từ nhà chùa. Lý Công Uẩn là một cậu bé mồ côi được thầy Lý Khánh Vân nuôi, nhưng mà chưa thọ giới sa di, ở trong chùa thôi, nó học giỏi lắm, cho nên thầy Lý Khánh Vân nuôi cái chú bé đó, Lý Công Uẩn. Và năm nó mười mấy tuổi thì Lý Công Uẩn được Lý Khánh Vân gửi về cho Lý Vạn Hạnh. Lý Khánh Vân với Lý Vạn Hạnh là hai anh em ruột, cùng đi tu, nhưng mà đi tu hai chùa khác nhau. Thầy Vạn Hạnh rất là cưng Uẩn, cưng cho đến nỗi người ta đã đồn rằng đó là con của thầy. Và thầy Vạn Hạnh đích thân dạy cho Uẩn. Sau này Uẩn được vua làm quan ở trong cung, và cuối cùng được lên làm vua, vua đầu của nhà Lý. Thành là cái ông vua đầu của nhà Lý là xuất thân từ thiền môn quét lá đa. Thành ra cái câu nói là con vua thì lại làm vua, con của nhà chùa thì quét lá đa là cũng không có đúng mấy. Tại vì sự thực đã chứng tỏ rằng con của nhà chùa cũng làm vua, mà con vua cũng có thể quét lá đa. Tại vì vua Trần Nhân Tông sau khi xuất gia đã cầm chổi quét sân chùa. Thành ra con vua có thể không làm vua mà có thể quét lá đa, con nhà chùa có thể không làm nhà chùa mà có thể làm vua. Nhà Lý và nhà Trần thấm nhuần cái giáo pháp của đạo Bụt, cho nên đã cống hiến cho đất nước ta 300-400 năm hòa bình và hạnh phúc. Đó là những giai đoạn hạnh phúc nhất của đất nước và dân tộc ta. Nhà Lý có 8 vua, gọi là Lý Bát Đế. Vua chót là
không có được thờ chung với những vua khác, tức là Lý Chiêu Hoàng. Tại vì Chiêu Hoàng làm ăn như thế nào để nhà Lý nó lọt vào nhà Trần, ngôi vua nó lọt vào nhà Trần. Ở ngoài Bắc Việt Nam có đền thờ tám vua, và mỗi năm có hội Lý Bát Đế. Vua nào cũng là Phật tử, vua nào cũng có tu học. Đến nhà Trần thì ông năm ông vua đầu, vua nào cũng tu học rất là tinh chuyên, vua nào cũng ủng hộ Phật pháp. Có những nhà chính trị họ nói rằng là năm ông vua nhà Trần có thể lợi dụng đạo buộc để làm chính trị, nhưng mà nếu chúng ta đứng về cái phương diện của người Phật tử thì chúng ta có thể nói rằng những ông vua đó nhờ tu học, nhờ biết sử dụng cái sự tu học và cái giáo pháp của Bụt, cho nên cái chính trị của họ rất thành công. Nên nó tùy theo cái cách nói của chúng ta. Vua Thái Tông là một thiền sư, vua Thánh Tông đã để lại những tác phẩm rất sâu sắc về Phật học, và chính Tuệ Trung Thượng Sĩ đã ca ngợi cái đạo học của vua Trần Thánh Tông trong một cái bài kệ còn ghi lại trong Thượng Sĩ Ngữ Lục. Vua Nhân Tông đã đi xuất gia, vua Anh Tông đã thọ Bồ Tát giới, và vua Minh Tông cũng tu học và cũng để lại cho chúng ta những cái bài kệ rất là sâu sắc. Vì vậy cho nên đời Trần ít nhất là có năm ông vua đầu là Phật tử thuần thành, chí thiết, tu học rất là tinh chuyên. Vậy thì trong khi ông vua đầu của nhà Lý, Lý Công Uẩn là từ cái giới Quét Lá Đa mà xuất thân, thì vị thiền sư trên núi Yên Tử làm tổ sư của phái Trúc Lâm lại xuất thân từ một gia đình vua chúa, đã từng làm vua và đã đánh bại được sự xâm lấn của quân Mông Cổ. Vua Nhân Tông và vua cha là vua Trần Thánh Tông đã hợp sức cùng với tướng Trần Hưng Đạo, cùng với Tể Trung Thượng Sĩ và những người khác đã đánh bại được quân đội của Mông Cổ. Quân đội Mông Cổ đi tới đâu thì thắng tới đó, chiếm luôn cả nước Tào, đi thẳng qua Trung Đông. Vậy mà cuộc xâm lấn Đại Việt đã thất bại, tại vì vua tôi cùng một lòng, vua tôi đất Việt cùng một lòng, và sức mạnh tinh thần rất vững, có sự đoàn kết trong toàn dân. Kỳ trước chúng ta đã nói tới cái sự đoàn kết giữa hai gia đình Trần Liễu và Trần Cảnh, đáng lý là thù nghịch, nhưng nhờ hai anh em biết thực tập thiền ôm cho nên hai gia đình tới với nhau và cấu kết thành ra một lực lượng văn hóa, đạo đức và chính trị rất vững, nền tảng cho mấy trăm năm hòa bình và hạnh phúc của nhà Trần. Đứng về phương diện thiền phái Yên Tử thì vua thuộc về thế hệ thứ sáu. Vua là thuộc về thế hệ thứ sáu của phái Yên Tử, nhưng mà sơ tổ, tức là tổ đầu của phái Trúc Lâm.
chúa Huyền Trân là con gái của vua đó, cũng có tới chùa để xem cái vị trụ trì đang đốt ngón tay để cúng dường. Tại vì cái sự kiện một ông vua mà đi xuất gia là một sự kiện rất hy hữu, rất là hiếm có. Hình như là vua Anh Tông cũng có tới coi. Nói tội nghiệp thầy quá, đau ông thầy. Thì thầy nó nói, có gì đâu bệ hạ, thần tăng đốt xong rồi thì đi ngủ, sáng mai nó lành, không sao hết. Tại vì cái cơ hội một vị hoàng đế mà đi xuất gia là một cái cơ hội rất là hiếm có trên cuộc đời này. Một ông vua đã từng đánh bại cuộc xâm lăng của nhà Nguyên. Một ông vua đã đem lại hòa bình và thành trị về cho dân. Một ông vua như vậy khi mà đi xuất gia, thế nào cũng gây là một tiếng vang rất lớn ở trong quốc dân, làm gương cho biết bao nhiêu người. Bỏ danh, bỏ lợi, bỏ quyền, bỏ sắc, bỏ tất cả để làm ông thầy tu áo vải. Và nhất là khi đi tu thì vua đã từ chối hết tất cả mọi cái điều kiện vật chất. Vua không có đi lộng, vua không có đi cán, vua không có đi võng, vua không có đi xe, vua không có đi ngựa, vua đi chân đất và vua mặc áo vải, áo vải thô. Và sau khi đi xuất gia thì vua trú ở trên núi Yên Tử. Và vì vậy cho nên tất cả dân chúng ở trong nước mỗi ngày, mỗi đêm đều hướng về phía núi Yên Tử. Mình có một ông vua đang tu hành ở trên đó. Và trái tim của mình rất là ấm. Chúng ta biết rằng có cái khuynh hướng thống nhất Phật giáo ở cái thế kỷ thứ 13 và 14 ở nước Đại Việt. Và chúng ta có Nhất Tông Quốc Sư. Thì ba phái, bốn phái, năm phái thiền được thống nhất trong một cái phái gọi là Trúc Lâm. Tuy nhiên các phái khác vẫn còn tiếp tục. Giáo hội gọi là Giáo hội Yên Tử là một giáo hội khá lớn. Mỗi năm người được thọ giới lớn, người ghi tên thọ giới lớn và được thọ giới lớn là 15.000 người mỗi năm. Không phải là sa di, những người được thọ giới lớn do Giáo hội Trúc Lâm tổ chức là 15.000 vị. Rồi mỗi năm Giáo hội Trúc Lâm tổ chức những khóa an cư kiết hạ mùa hè ở tại nhiều địa điểm lớn của giáo hội trên núi Yên Tử là số 1, tại vì được tu gần với vua. Rồi thì chùa Sùng Nghiêm và các chùa khác ở dưới thành phố. Và nếu mình là sư chú hay là sư cô, nếu mình là người xuất gia thì mình có một ao ước là được kết hạ một lần ở trên núi Yên Tử. Cái ao ước đó nó được thể hiện trong cái câu ca dao: dầu ai quyết chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Là người nào, sư chú nào, sư cô nào cũng có cái mộng ước được lên núi Yên Tử tu 3 tháng với Hương Vân Đậu Đà, với là Trúc Lâm Đại Sĩ. Cố nhiên ở trên núi muốn tiếp nhận vào khoảng 500 vị xuất gia để kết hạ an cư thì là phải chặt tre, phải đốn gỗ, phải làm ra những cái liêu xá để cho mùa hè, để cho an cư. Chứ còn cái chùa Vân Yên thì nhỏ, làm sao mà chứa đựng được nhiều. Và trước khi đi xuất gia thì Trần Nhân Tông đã cho trồng thông rất nhiều ở trên núi Yên Tử.
Đó là thế kỷ cuối thế kỷ thứ 13 và đầu thế kỷ thứ 14. Và những cây thông của vua trồng hồi đó còn nhiều cây đang sống. Và rễ nó chẳng dịch. Thành ra quý vị nếu có về núi Yên Tử, hãy nhìn những cái cây thông đó cho nó kỹ. Hãy đưa tay sờ những cái gốc thông đó với tất cả cái chánh niệm của mình. 700 năm đã đi qua. Trước khi đi xuất gia có vài tháng, đợt hồi đó là tháng 7 năm 1299, thì vua có dựng trên núi Yên Tử một cái am gọi là Ngự Dược Am. Người ta gọi là Ngự Dược Am. Trong cái am đó người ta tinh chế những cái thứ thuốc, những cái thuốc lắc cây. Ở trên núi Yên Tử có am thung, am dược. Am thung là nơi người ta hái về những cái rễ cây, những cái lá cây. Người ta giã ra, rồi người ta luyện thành từng cái viên thuốc. Am thung là để mà giã, bào chế. Am dược là để mà cất chứa những cái viên thuốc đó. Không phải là để cho vua thôi. Tại vì những cái năm mà có bệnh tật nhiều đó, thì triều đình đem phát cái thuốc đó cho dân chúng rất nhiều. Có một thứ thuốc trị được rất nhiều bệnh gọi là Hồng Ngọc Sương, được bào chế trên núi Yên Tử. Nếu các sư chủ, sư cô về nên hỏi về cái cách chế tạo thuốc Hồng Ngọc Sương. Tháng 7 dựng Ngự Dược Am thì tháng 8 vô xuất gia. Tuy là học trò đã từng theo học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, nhưng mà Trúc Lâm Đại Sĩ rất để ý tới cái vấn đề hình tướng. Tuệ Trung Thượng Sĩ thì không có để ý tới hình tướng, rất là phá chấp, không có cần hình tướng. Tuy vậy, Trúc Lâm Đại Sĩ rất chú trọng về phương diện hình tướng. Vua không bị kẹt vào hình tướng, nhưng vua thấy rằng hình tướng rất quan trọng. Ban đầu thì cũng có nhiều người nói rằng là vua đâu cần phải đi xuất gia. Vua cứ ở trong cung thiên trường, rồi ăn chay, tụng kinh, niệm buộc, tham khảo, thiền tập được rồi. Nhưng mà vua không có bằng lòng. Vua muốn trở nên một người xuất gia đích thực. Và vua có khiếu tổ chức giáo hội. Vua rất để ý tới vấn đề hình thức, tại vì hình thức cũng rất quan trọng. Chúng ta thấy vua cũng có lý, là tại vì mỗi khi mà chúng ta có những cái nghi lễ như là thỉnh chuông hay là chắp tay hay là táng lễ, thì tâm của chúng ta nó định một cách rất là dễ dàng. Cái chiếc áo thầy tu tuy là cái hình thức, chiếc áo không có đủ làm ông thầy tu, nhưng mà chiếc áo nó giúp cho chúng ta rất nhiều. Chiếc áo nó giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta là ông thầy tu. Cái đầu tròn của chúng ta cũng vậy. Nó là hình thức thôi, nhưng mỗi khi mà chúng ta sờ lên trên đầu, chúng ta nhớ rằng ta là ông thầy tu. Ngày xưa Bụt nói, nhữ đẳng tỳ kheo, nhữ đẳng tỳ khưu đương tự ma đầu. Này các thầy, các sĩ, thỉnh thoảng các thầy nên đưa tay lên rờ cái đầu quý thầy. Nó có nghĩa là để nhớ rằng mình là ông thầy tu. Hình tướng rất là quan trọng. Kẹt vào hình tướng thì không được, nhưng mà sử dụng hình tướng để nhắc nhở, để có chánh niệm là chuyện rất quan trọng. Đó là cái tư duy của vua Trần Nhân Tông.
Vậy thì cái ngày mà vua đi xuất gia, tất cả nước đều ăn mừng. Hồi đó ở tại Đại Việt chưa có đạo Kitô, đạo Kitô chưa đi tới. Chúng ta chỉ mới có đạo Bụt, đạo Khổng và đạo Lão thôi. Mà hai đạo đó đã bắt đầu đi đôi với đạo Bụt. Và ngày hôm đó mọi người trong nước đều hướng về cái ngọn núi Yên Tử. Ngọn núi Yên Tử trở thành một cái thánh địa, trở thành cái trung tâm của cả nước. Ngọn núi Yên Tử trở nên cái biểu trưng cho nếp sống tâm linh. Kinh đô Thăng Long là kinh đô chính trị, nhưng mà ngọn núi Yên Tử là kinh đô tâm linh. Và chúng ta có một cái ngọn núi để hướng về, rất là tốt, rất là quan trọng. Đạo Bụt trở thành ra một cái yếu tố tâm lý, tâm linh, nó có thể liên kết được toàn dân với cái mục đích là xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy vua Nhân Tông và vua Anh Tông là những nhà chính trị giỏi, nhưng mà họ cũng là những nhà Phật tử rất là chân thành. Họ là những nhà Phật tử, những người Phật tử thật sự, chứ không phải là những nhà chính trị muốn lợi dụng đạo Phật để củng cố quyền hành. Nó khác nhau ở chỗ đó. Có những ông vua ủng hộ Phật giáo là để có cái sự yểm trợ của một tôn giáo. Nhưng mà hai ông vua này họ là những chính trị gia giỏi, nhưng mà đồng thời họ cũng là những Phật tử rất là thân thành. Vua sinh năm 1258. 1258. Và khi 20 tuổi đã phải làm vua. Và xuất gia năm 14, 11 tuổi. Và tịch vào lúc 51 tuổi, tức là năm 1308. Sử có chép rằng hồi còn nhỏ tuổi thì Trúc Lâm đã có ý không muốn làm vua rồi và muốn nhường cho cái ngôi vua cho em ruột. Nhường cái ngôi Đông Cung Thái Tử cho em ruột. Những cái hạt giống làm sư chú nó có sẵn. Thành là hồi nhỏ đã không có muốn làm vua rồi và muốn muốn đẩy cho em. Sách Đại Đại Việt Sử Ký Tùng Thư không có nói, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không có nói, nhưng mà Tam Tổ Thực Lục có nói như thế này: một đêm vào giờ Tý, người con trai đó vượt thành mà đi, muốn vào núi Yên Tử. Đến chùa ở núi Đông Cứu thì trời sáng, thì liền vào ẩn ở trong tháp. Vị trụ trì thấy tướng mạo rất là dị thường, liền đem thức ăn chay ra khoản đãi. Lúc đó Thái Hậu và vua Thánh Tông sai quần thần đi tìm, tại vua cũng đi trốn lên núi Yên Tử giống hệt như ông nội. Và rốt cuộc vua phải đi về. Khi lên ngôi, tuy ngồi trên chính bệ vinh quang,
nhưng sinh hoạt rất thanh tịnh. Một hôm vua ngủ trưa tại chùa Tư Phúc trong đại nội, thì mộng thấy trên lỗ rốn của mình nở ra một cái bông sen lớn, lớn như cái bánh xe bò lớn như vậy. Trên cái hoa sen đó có một vị buộc bằng vàng đang ngồi. Thì bên cạnh có một người chỉ vào vua mà nói: có biết đức buộc này không? Đó là đức biến chiếu tôn đấy. Biến chiếu tôn tức là ánh sáng nó soi khắp. Thì lúc đó vua thức dậy, đem giấc mộng lại nói cho cha nghe. Cha là vua Thánh Tông nghe. Ai cũng lấy làm lạ. Và từ ngày hôm đó thì thái tử bắt đầu ăn chay và muốn không muốn làm vua, cho nên một hôm mới trốn cung để đi vào trong núi. Sách Tam Tổ Thực Lộc viết tiếp như thế này: điều ngự thánh tính thông minh, hiếu học, nhiều tài, đọc khắp các loại sách, thông suốt cả nội điển lẫn ngoại điển. Nội điển tức là kinh bộ, ngoại điển tức là những sách vở của các hệ thống triết lý khác, và thường mời các vị thiền khách tới mà giảng cứu thiền học. Điều ngự cũng tìm tới tham khảo với Tuệ Trung Thượng Sĩ và do đó thâm nhập được cốt tủy của thiền học, cho nên thường lấy tư cách đệ tử để đối đãi với Tuệ Trung. Đó là những cái câu trích ra từ trong sách Tam Tổ Thực Lục. Nghe nói sách Tam Tổ Thực Lục đã được dịch ra tiếng Việt và in ở Việt Nam, thành ra mình có thể xin được. Nhờ thầy Nhuận Hải viết thơ về xin cho chùa Làng Mai vài tập. Cố nhiên, Trúc Lâm rất là thương kính Tuệ Trung Thượng Sĩ. Nhưng mà Tuệ Trung Thượng Sĩ là một người cư sĩ, cho nên khi mà xuất gia rồi thọ 250 giới thì Tuệ Trung phải lên núi linh thứ và cầu Thiền Sư Huệ Tuệ. Cái ngày xuất gia của vua, triều đình có ấn hành một tập sách để kỷ niệm. Tập sách đó là Phật Giáo Pháp Sự Đạo Tràng Công Văn Cách Thức, một cuốn sách giống như là của nghi thức tùng niệm năm 2000. Trong đó có nhiều cái nghi thức, có những cái bài văn, bài sớ để dùng trong các lễ cầu siêu, cầu an, chẩn tế, đủ thứ hết. Trai tăng gọi là Phật Giáo Pháp Sự Đạo Tràng Công Văn Cách Thức. Đó là một cuốn sách nói về thể thức và các bài văn, sớ, tấu, điệp dùng các nghi lễ, thọ giới, này, chẩn tế, cầu an, cầu siêu, khánh thành. Cuốn sách này không phải là do một chùa in ra mà là do triều đình in ra để kỷ niệm ngày xuất gia của vua. Thì vua tu học rất là tinh tấn, và trên núi Yên Tử thì vua thường ở tại một cái am gọi là am Thạch Thất, được xây bằng đá ở trên núi Yên Tử. Năm 1301, Trúc Lâm đi Chiêm Thành để quan sát Phật giáo ở tại nước này. Chiêm Thành
là một cái nước về ở phía Nam Đại Việt. Hồi đó thì lãnh thổ của Chiêm Thành nó bắt đầu từ 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 Huế đi vào trong. Hồi đó kinh đô của Chiêm Thành là ở tại Bình Định. Ngày xưa thì kinh đô của Chiêm Thành ở tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng mà sau đó thì họ dời kinh đô về về Bình Định. Thì giữa Chiêm Thành và Đại Việt á, nó có những cái có, nó có những cái mâu thuẫn, nó có những cái vấn đề về biên giới. Tại vì thỉnh thoảng người Chiêm Thành qua đánh phá ở biên giới, và người Chiêm Thành rất giỏi về về hải quân, nên nhiều khi Đại Việt thua ở biên giới, bị quấy nhiễu, bị cướp bóc rất nhiều, cho nên thỉnh thoảng các vua Lý hay là vua Trần phải đem binh tới để mà đánh. Chúng ta biết rằng Thiền sư Thảo Đường là một tù binh đã bắt được trong một cuộc chinh phạt như vậy trong triều Lý. Chiêm Thành Sampa là một nước thuộc cái địa bàn văn hóa Ấn Độ. Trong khi đó Đại Việt ban đầu cũng thuộc từ ngày xưa, từ hồi còn là nước Văn Lang giao chỉ, thì cũng ảnh hưởng, cũng thuộc về địa bàn văn hóa Ấn Độ. Nhưng mà sau này có liên hệ với nhà Hán, rồi thì cái yếu tố văn hóa Trung Hoa nó càng ngày nó càng lớn, cho đến nỗi ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nó lấn áp cái yếu tố văn hóa Ấn Độ. Trong khi đó thì Sampa, nước Chiêm Thành chưa chịu ảnh hưởng Trung Hoa bao nhiêu. Và đại khái cái văn minh đó thuộc về cái địa bàn văn hóa Ấn Độ. Thì giữa hai nước thường thường có những cái sự tranh chấp về biên giới, và chiến tranh giữa hai nước nó dễ xảy ra. Cho nên kỳ này Thiền sư Trúc Lâm đi Chiêm Thành một mặt á, để quan sát Phật giáo tại nước này, một mặt để tìm cách tạo dựng hòa bình giữa hai nước. Đi không phải với tư cách một nhà chính trị, mà đi với tư cách của một ông thầy tu. Vua đi từ tháng 3 mà đến tháng 10 vua mới về, tức là 7 tháng, ở lại bên đó một số tháng. Hồi đó vua của nước Chàm là vua Chế Mân Harijit. Ông thầy tu này tuy không phải là ông vua, không còn là một ông vua nữa, ông thầy tu này tuy không phải là một nhà chính trị nữa, nhưng mà vua Chế Mân biết rằng ông thầy tu này rất quan trọng. Ông thầy tu này là cha của một ông vua và vị lãnh đạo tinh thần của cả một nước, cho nên vua Chế Mân Harijit tiếp đón rất là nồng hậu. Nhưng mà Trúc Lâm đại sĩ đã không có ở lại trong cung, luôn luôn về chùa để ở. Và hồi đó thì chùa ở Sampa chỉ tụng kinh tiếng Sanskrit thôi. Thành ra một thời gian ở tại tu viện Phật giáo ở tại kinh đô Chiêm Thành, vua đã học được rất nhiều, đã quan sát được cái Phật giáo tại nước Chiêm Thành. Vua làm cho các thầy ở bên đó rất kính nể. Và sau đó, sau nhiều lần nói chuyện với vua Chế Mân, thì Trúc Lâm đại sĩ đề nghị
là gả con gái cho vua Chi Măng để thắt chặt cái tình giao hảo giữa hai nước, để sau này hai nước không có đánh nhau nữa. Rồi vua nói rằng con gái của tôi đang còn trẻ lắm, nó có 14, 15 tuổi. Thành ra mấy năm nữa thì nhà vua mới nên cử người sang để mà cầu hôn. Bây giờ nó đang còn nhỏ lắm. Hồi đó vua Chế Măng đã có hoàng hậu rồi. Hoàng hậu là người Java. Thì sau khi mà dàn xếp xong rồi, hai bên thông cảm rồi, thì vua lên đường trở về nước. Cái mục đích của vua là xây dựng tình hòa hữu giữa hai nước, làm nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài giữa hai nước. Tại vì hai nước cứ đánh nhau hoài, tuy là không có đánh nhiều, nhưng mà cứ dây dưa, tranh chấp biên giới. Năm 1305, lúc mà công chúa Huyền Trân đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng rồi, thì vua Chế Mân mới gửi qua một phái đoàn. Một phái đoàn đi tới 100 người lận. Phái đoàn cầu hôn mà đi 100 người lận, cũng đông giống như là cái tăng thân của chúng ta hôm nay. Do một ông quan tên là Chế Bồ Đài đem theo là vàng, bạc, hương trầm, ngà voi và những cái bảo vật khác để sang cầu hôn công chúa Huyền Trân. Khi mà phái đoàn của vua Chế Măng tới thì Trúc Lâm Đại Sĩ đang trú ở Kỳ Lân Viện và đang bận làm lễ thọ giới, truyền giới khất sĩ cho một vị trong sư chú mà vua mà Trúc Lâm Đại Sĩ rất cưng, tức là sư chú Pháp Loa. Sư chú Pháp Loa sau này sẽ được làm tổ thứ hai của phái Trúc Lâm. Loa tức là cái ông loa, loudspeaker, Dharma loudspeaker. Thì lúc đó vua đang truyền giới cho Pháp Loa, cho nên vua đâu có tới tiếp cái phái đoàn này được, triều đình phải tiếp. Ở trong triều có nhiều ông quan nói là không được. Tại sao công chúa của mình lá ngọc cành vàng mà đem gả cho một cái ông ở một cái nước không có văn minh, chê người ta là không có văn minh, ít ngồi đáy giếng, tôi cho mình là oai lắm, còn tất cả xung quanh đều là không văn minh. Thì trong trong cái buổi họp triều đình đó thì có rất nhiều người chống cái chuyện mà gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Măng. Nhưng mà trong triều đình có hai người là Văn Túc Vương Đạo Tái và Thượng tướng Trần Khắc Chung. Hai người nói rằng là Thượng Hoàng đã hứa, mà một lời hứa của Thượng Hoàng rất lớn. Thượng Hoàng hứa với tư cách của một người cha, với một vị tư cách của một bậc Thượng Hoàng, với tư cách cùng vị lãnh đạo giáo hội Trúc Lâm, mà bây giờ mình lật lọng thì không có được. Và hơn nữa, cái thấy của Thượng Hoàng rất sáng, cái tuệ giác Thượng Hoàng rất lớn, chúng ta phải biết tuân theo cái thấy đó, cái tuệ giác đó. Và rốt cuộc là vua Anh Tông chấp nhận cái sính lễ. Và
cho phái đoàn biết là năm sau, tức là năm 1306 thì có thể qua làm lễ rước dâu. Chúng ta tưởng tượng là cái người mà lo lắng nhất, sợ hãi nhất là cái cô công chúa đó. Tháng 6 năm sau, 1306, thì công chúa Huyền Trân phải về nhà chồng. Và trong cái lễ cưới này thì vua Chế Mân dâng đất để mà làm sính lễ. Dâng đất hai châu, châu Ô và châu Ri. Sau này thành ở đất thờ Thuận Hóa. Thành ở đất Huế, thì thiên ngày xưa là thuộc về đất Chàm. Vào thế kỷ đó. Và cái đất đó đã được dâng cho Đại Việt để trong cái dịp hôn lễ. Châu Ô và châu Lý sau đổi thành châu Thuận và châu Hóa. Thuận Hóa. Sử có ghi lại là khi mà hai châu đó trở thành ra lãnh thổ của Đại Việt á, thì một số dân cư trong đó họ phản đối, họ không có chịu theo về quốc tịch Đại Việt. Đó là những cái thôn La Thủy, Tác Hồng và Đà Bồng không có chịu. Và vua Anh Tông phải sai Đoàn Nhữ Hài. Có nhớ Đoàn Nhữ Hài là anh chàng sinh viên viết dùng cái thơ tạ tội cho vua ngày xưa không? Sai Đoàn Nhữ Hài, một người rất tâm phúc với vua, tới các thôn này để cắt nghĩa, để tuyên dụ cái đức ý triều đình, để chọn những người trong đó, những người giỏi trong các thôn đó ra làm quan, tha thuế cho họ, rồi họ mới yên, mới chịu chấp nhận cái sự cai trị của Đại Việt. Nhưng mà cái cuộc tình duyên giữa vua Chiêm Thành, Chế Mân và công chúa Huyền Trân rất ngắn. Công chúa về tháng 6, về đi lấy chồng tháng 6 năm 30, năm 1306. Thì đến tháng 5 năm sau, 1307, thì vua Chế Mân băng. Rất là tội nghiệp. Lấy chồng được có một năm. Và theo cái tục lệ thì hoàng hậu phải bị thiêu một lần với là vua. Mà công chúa còn trẻ lắm, chưa tới 20 tuổi. Nhưng mà may cho công chúa là công chúa đang có mang một em bé. Cho nên người ta cho phép công chúa khỏi bị thiêu sống. Cái tục lệ Ấn Độ là hoàng hậu phải được thiêu sống với là vua khi mà vua băng. Thì công chúa Huyền Trân có viết thơ về. Và nói rằng mình đang có mang, và sau khi sinh sinh con rồi thì mình có thể bị thiêu để đi theo vua, tại vua bên kia đang cô đơn, thiếu thiếu người tâm phúc. Và khi mà thái tử Dayada, tức là con công chúa sinh ra rồi, thì là công chúa có gửi về nước một con voi trắng, một phái đoàn để báo tin thế thái tử Chế Đa Gia sinh ra. Huyền Trân công chúa có một đứa con trai tên là Chế Đa Gia. Thì lúc đó Anh Tông á, thương em gái quá, mới bàn với các quan làm sao cứu được em gái để nó khỏi bị chết thiêu. Thì người ta mới bí mật lập ra một cái mưu kế để bắt cóc công chúa về.
Thì họ gửi một phái đoàn, trong đó có thượng tướng Trần Khắc Chung lãnh đạo. Cái phái đoàn đó được gửi qua Chiêm Thành nói là để tham dự cái lễ trà tỳ, tức là thiêu thân của hoàng hậu Huyền Trân. Thì lúc đó phái đoàn Đại Việt á, họ tổ chức rất nhiều chiếc thuyền nhẹ bơi rất nhanh phục sang ngoài biển bằng chiếc thuyền thuyền lớn khá xa. Thì họ nói rằng theo cái tục lệ của Đại Việt á, thì phải ra biển làm lễ xong rồi á, làm lễ cầu siêu cho vua Chế Bân xong rồi thì trở vào hãy dự lễ thiêu thân của công chúa Huyền Trân. Và vì vậy cho nên họ đem theo một số các thầy Việt Nam, và họ đi bằng một chiếc thuyền rước công chúa Huyền Trân và thái tử Chế Đại Gia ra ngoài biển để làm lễ cầu siêu. Hình như là triều đình Chiêm Thành biết được cái mưu mô đó, biết được cái mưu mô đánh đánh cắp công chúa Huyền Trân về, nhưng mà họ làm lơ, và vì vậy cho nên họ cho phép công chúa Huyền Trân đi ra làm lễ, nhưng mà nhất quyết không có cho thái tử Chế Đại Gia đi ra, phải giữ lại, chỉ cho Huyền Trân đi ra thôi. Mà theo cái kế hoạch của Đại Việt á, là phải đưa được hai mẹ con về, nhưng mà triều đình Chiêm không có cho thái tử ra, nó rằng nhỏ lắm, nó ra ngoài nó sợ gió. Thành ra trong khi mà làm lễ cầu siêu ngoài biển thì đột nhiên những cái thuyền nhỏ của Đại Việt xuất hiện, mỗi thuyền hai người, tới cướp lấy công chúa và bơi rất nhanh về phía thuyền lớn. Cái sự kiện mà hải quân Chiêm Thành không có đuổi theo, nó chứng tỏ rằng bên Chiêm Thành họ biết cái mưu mô này và họ cho phép công chúa được được bắt cóc. Phái đoàn Đại Việt đem công chúa Huyền Trân được về được nghỉ ngơi tại Châu Hóa, nhưng mà Trần Khắc Chung với là người phụ tá, một vị quan lớn nữa, nghĩ rằng mình có thể gửi một cái phái đoàn thứ hai để bắt cóc cho được thái tử Chế Đại Gia, mà lần này thì đi đường bộ. Nhưng mà sau một thời gian 4, 5, 6 tháng, những cái phái đoàn gửi đi đều thất bại hết. Cho nên rốt cuộc phái đoàn phải trở về. Nó chỉ có người mẹ mà không có đứa con. Và công chúa Huyền Trân về tới Thăng Long. Thì có dịp được lên thăm Trúc Lâm Đại Sĩ ở trên núi Yên Tử. Và công chúa ngỏ ý muốn được xuất gia. Tại công chúa cũng đã, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng mà đã trải qua nhiều đau khổ rồi. Đã suýt bị chết cháy rồi. Thì Trúc Lâm Đại Sĩ bằng lòng. Nhưng mà chưa kịp làm lễ xuất gia thì Trúc Lâm Đại Sĩ băng thì thịt.
ông đại sĩ rất muốn thiết lập cái sự thông cảm giữa hai nước, vì vậy cho nên đã gả công chúa Huyền Trân cho vua Chàm. Mà cái sự kiện triều đình Đại Việt tổ chức một cuộc bắt cóc như vậy, Trúc Lâm đại sĩ không có biết. Nếu mà Trúc Lâm đại sĩ biết thì chắc là có can thiệp. Tuy là thương con, nhưng mà cái cử chỉ này làm cử chỉ không có thẳng thắn. Thì sau khi mà được báo tin là công chúa Huyền Trân về rồi, được bắt cóc về rồi, thì Trúc Lâm đại sĩ mới sợ bên kia họ nổi giận. Tất cả những công trình hòa giải mà mình thực hiện trong lâu nay thì bị tan tầm ra mây khói. Cho nên Trúc Lâm đại sĩ mới viết một cái thơ cho vua Anh Tông, nói bây giờ muốn cho bên kia bớt giận thì con nên lấy một chiếc thuyền lớn chở vào khoảng 300 người 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 chiêm cho họ về nước để chuộc lỗi. Tại vì tại kinh đô và tại cũng có rất nhiều người chiêm giỏi, và bây giờ thôi những người thợ rất giỏi, những nhạc sĩ giỏi, những người có tài này tài kia, thì bây giờ đây mình đem họ trả về để mình chuộc cái lỗi. Và quyết định đó đã được làm ở trên núi Yên Tử, tại vì trước sau thì vua muốn thiết lập một cái nền giao hảo tốt đẹp giữa hai nước để tránh cho cả hai nước chiến tranh, cái cuộc chiến tranh dai dẳng. Thành ra chúng ta thấy rằng Trúc Lâm đại sĩ rất muốn có hòa bình lâu dài ở trong đất nước và giữa nước mình với là nước Chiêm Thành. Ngoài những cái mùa an cư ở trên núi thì Trúc Lâm đại sĩ thường hay du hành ở trong dân gian, ngài đi bộ thôi. Ngài khoác cái y và ngài đi bộ cầm bình bát và ngài đi vào các thôn làng. Ngài thuyết pháp, ngài dạy người ta ngồi thiền, dạy người ta thực tập, dạy người ta về năm giới và ngài dạy người ta về giáo lý thập thiện. Ở trong kinh, ở trong Tam Tổ Thực Thực Lục nói rằng tới đâu thì Trúc Lâm đại sĩ cũng dạy người ta thực tập và cái giáo lý thập thiện. Giáo lý thập thiện rất gần với giáo lý tiếp hiện. Giáo lý tiếp hiện đã được thiết lập trên căn bản của thập thiện nghiệp đạo. Và tới đâu có những cái đền thờ thờ những cái đối tượng mê tín thì vua khuyên dân chúng nên bỏ những cái sự thờ cúng mê tín đi mà chỉ thờ buộc pháp và tăng mà thôi. Hồi đó Đại Việt cũng còn ảnh hưởng tín ngưỡng của Ấn Độ, và có những cái đền thờ thờ Linh Gam. Linh Gam là cái trụ đá. Có những cái đền thờ thờ những cơ quan sinh dục của đàn ông và đàn bà, gọi là sinh thực khí. Tại vì người nào cũng muốn có cái, tại vì cái cơ quan sinh dục của đàn ông hay đàn bà là nó tượng trưng cho cái sự phồn thịnh, cái sự phát triển. Cho nên có những cái nhà thờ trong đó thờ những cái đối tượng như vậy, gọi là những sinh thực khí. Thì Linh Gam là một cái tảng đá, nó cũng có dính dính dấp tới cái ý niệm đó. Và tới đâu mà có những cái đền thờ như vậy thì vua khuyên dân chúng nên bỏ để lập đền thờ Phật thôi. Chúng ta hãy tưởng tượng một ông vua con ngồi trên ngôi làm chính trị và một ông vua cha làm thầy tu đi chân đất. Một bên là đời sống chính trị, luật pháp, một bên là đời sống tâm linh. Và dân chúng được nuôi dưỡng bởi hai cái đó. Một mặt là đời sống tâm linh, hai là đời sống chính trị. Và cố nhiên Đại Việt luôn luôn bị đe dọa bởi sự xâm lấn của phương Bắc. Cho nên ai cũng biết rằng là toàn dân phải đoàn kết, phải thương nhau mới tránh được cái nạn bị xâm chiếm.
tại vì phương Bắc đã xâm chiếm Đại Việt nhiều lần. Đại Việt là một nước nhỏ, nó nằm về phương Nam, một cái quốc gia rất là khổng lồ, và cái nước khổng lồ đó có thể nuốt trọn Đại Việt bất cứ lúc nào. Và ngày xưa cũng có nhiều nước nhỏ như Đại Việt, và những nước đó đã bị cái nước lớn đó nó nuốt trọn. Cuộc đời của cuộc đời xuất gia của Trúc Lâm Đại Sĩ là một cuộc đời hoạt động rất là tích cực. Ngoài những cái mùa kiết hạ an cư trên núi Yên Tử, có khi thì an cư am Tử Tiêu, có khi an cư am Ngọa Vân, Ngọa Vân tức là am Mê Ngủ, hoặc là am Thạch Thất, hoặc am Tri Kiến. Có khi dạy kinh, dạy lục tại các chùa Vĩnh Nghiêm và Siêu Loại, thì Trúc Lâm Đại Sĩ thường đi Vân Du và Hoằng Pháp. Đi tới đâu thì Trúc Lâm cũng được dân chúng ái mộ. Và những cái lời khuyên dạy của vua có tác dụng rất lớn ở trong dân chúng. Năm 1304 thì Vũ Anh Tông mời Trúc Lâm Đại Sĩ vào cung để xin thọ Bồ Tát giới, tại gia Bồ Tát tâm giới. Thế ngày mà Trúc Lâm Đại Sĩ đi vào trong đại nội để truyền giới cho vua con, thì là các quan đi ra đón rất đông. Và thấy vua thọ giới Bồ Tát thì rất nhiều người cũng xin thọ tam quy ngũ giới. Phật giáo Trúc Lâm là một nền Phật giáo đi vào cuộc đời. Đạo Phật được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội, chính trị, văn hóa. Và như vậy cái mà chúng ta gọi là đạo Bụt nhập thế, sau này gọi là nhân gian Phật giáo, hay là đạo Phật đi vào cuộc đời, mà tiếng Anh gọi là Engaged Buddhism, là một cái đã từng có ở Đại Việt lâu ngày, lâu năm, lâu tháng lắm rồi. Có từ lúc đầu. Trong cuốn Am Mê Ngủ, Am Mê Ngủ đã được dịch ra tiếng Anh, quý vị có thể thấy được những cái chi tiết, có thể đọc được những cái chi tiết khá đầy đủ về cuộc đời của Trúc Lâm Đại Sĩ. Am Mê Ngủ tuy nói về chuyện công chúa Huyền Trân, nhưng mà trong đó tất cả những cái tài liệu có liên hệ tới Trúc Lâm Đại Sĩ đều được đưa vào. Đó không phải là một cuốn tiểu thuyết giả sử, đó là một cuốn ngoại sử. Tại vì viết cuốn đó, tác giả đã phải kê cứu rất nhiều trong các tài liệu lịch sử. Đã căn cứ vào quốc sử và cũng đã căn cứ vào những cái thư tịch mà nhà chùa giữ lại được. Tức là những cái cuốn như là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, là Tam Tổ Thực Lục, là Khóa Hư Lục, vân vân. Thành ra khi mà chúng ta học về Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông, thì xin quý vị đọc lại, có thời giờ đọc lại sách Am Mê Ngủ. Ở trong đó, những cái gì xảy ra trong mấy ngày cuối của cuộc đời Trúc Lâm Đại Sĩ đã được ghi chép lại một cách rõ ràng với tất cả những chi tiết.
Trúc Lâm Đại Sĩ qua đời trên núi Yên Tử. Và Ngài không có muốn cho triều đình biết, cho nên Ngài không có cho thông báo về Kinh Đô. Trong những cái giờ chót của cuộc đời thì Trúc Lâm Đại Sĩ được bao bọc bởi các vị đệ tử thân yêu của Ngài mà thôi. Và Ngài có dặn rằng sau khi Ngài tịch đó, thì nên làm lễ trà tì Ngài ngay ở trên núi Yên Tử. Làm xong rồi thì báo tin về cho triều đình. Và lúc đó Ngài ở trong am Ngọa Vân, Ngọa Vân Am, tức là am mê ngủ. Và Ngài đề nghị rằng là hãy làm lễ trà tì, đốt luôn cái am đó luôn. Và sau khi làm lễ trà tì và thâu nhật xá lợi rồi á, thì các thầy mới báo tin về cho triều đình biết. Lúc đó vua Anh Tông mới khóc. Công chúa Huyền Trân mới khóc. Và các quan lên đầy đủ hết. Và có người đề nghị phải bắt bỏ tù các vị đệ tử của Trúc Lâm Đại Sĩ, tại vì đã làm lễ trà tì thượng hoàng mà không có cho triều đình biết. Thì may mắn là đã có di chúc của Trúc Lâm Đại Sĩ trên giấy tờ, cho nên họ không làm gì được mà thôi. Tại vì Trúc Lâm Đại Sĩ muốn rằng mình đã xuất gia rồi thì cái gia đình của mình là gia đình người xuất gia. Mình không có muốn có quốc lễ quốc táng, mình có muốn có một đám tang của người đời. Quý vị cứ đọc Am Mê Ngủ và quý vị sẽ thấy có nhiều chi tiết rất là đầy đủ ở trong sách đó. Chúng ta để thì giờ trong lớp học để nói về cái giáo lý, cái phương pháp tu học của Trúc Lâm Đại Sĩ. Trong số những cái tác phẩm của Trúc Lâm Đại Sĩ để lại có hai bài phú bằng chữ nôm, viết bằng chữ nôm mà ít người biết tới. Mà trong lớp này chúng ta sẽ học kỹ và học từ đầu tới cuối một bài đó, tức là bài Cư Trần Lạc Đạo. Chúng ta biết rằng chữ nôm á là một thứ chữ được sáng tạo bắt đầu từ đời nhà Lý. Có những cái bia đá dựng vào đời Lý Cao Tông đã có mang một số những cái chữ nôm rồi. Chữ nôm mượn những cái nét của chữ Hán và viết theo cái phương pháp gọi là giả tá. Có khi dùng cái nghĩa, có khi dùng cái âm, có khi hai cái nó góp lại nhau. Và chúng ta biết rằng những cái người đầu tiên mà sáng tạo ra chữ nhân nôm là các thầy. Và nhất là các thầy phải đi làm lễ cầu siêu và cầu an. Tại vì trong những cái sớ điệp đó, thỉnh thoảng phải viết tên những cái người ta mà không có bằng chữ nho, không có âm chữ nho. Như là chữ tròn, tiếng Hán Việt là viên, nhưng mà tên của cái bà này là Trần Thị Viên, Trần Thị Tròn nhưng mà là Trần Thị Viên. Vì vậy cho nên phải sáng tạo ra cái chữ tròn.
Nói tới cái chữ tròn, tôi có một cái chuyện Tiểu Lâm rất buồn cười. Là có ông thầy đó, ông chưa giỏi chữ chữ nôm, thành ra khi mà viết tới cái tên Trần thì tròn, thì ông không biết viết thế nào, ông mới lấy cái bút ông vẽ một cái vòng tròn. Ông thầy này ông là thầy cúng, thì không biết có một đứa nhỏ nào nó nghịch nó mới nó làm thêm một cái như vậy. Cho đến khi mà ông đọc sớ, ông đọc thay vì Trần thì tròn, ông đọc Trần thì gáo. Thì cái bà nói: thưa thầy, tôi tên là Trần thì tròn mà, chứ đâu phải Trần thì gáo. Ông tức quá, ông nói: tiên sư đứa nào mới thêm cái cán vào đây. Các bạn mà không phải người Việt biết rằng là ở Việt Nam á, người ta dùng cái trái dừa đó, họ làm cái gáo để múc nước, họ khoen hai cái lỗ và họ đưa vào một cái cán tre và múc nước. Bởi vì vậy cho nên cái nhu yếu sáng tạo chữ nôm á, nó bắt đầu từ cái nghi lễ, cái tên người. Khi mà lên hầu quan, khi mà sự kiện thì phải viết tên những cái người người ta bằng chữ nôm, và sau một thời gian thì chữ nôm nó có nhiều lên. Cư trần lạc đạo, tức là sống ở trong cõi bụi bặm nhưng mà rất hạnh phúc với cái pháp môn tu học. Enjoy the Dharma right here in the world of dust. Chúng ta nên biết rằng đây là cái tác phẩm bằng chữ nôm xưa nhất mà chúng ta có. Nghe nói rằng dưới triều của Trần Nhân Tông có một học giả tên là Nguyễn Thuyên. Và Nguyễn Thuyên cũng có biết chữ nôm. Mà vua Trần Nhân Tông rất thương Nguyễn Thuyên. Và có một lần ở sông Cái có những con cá sấu lớn nó xuất hiện và nó đớp người ta. Thì vua mới nói: bây giờ đây Thuyên này, bây giờ chúng ta phải làm cái bài văn, chúng ta tế cá sấu, và sau khi tế cá sấu rồi thì chúng ta đốt và liệng bài văn đó xuống sông. Thì nghe nói là Nguyễn Thuyên đã làm bài văn tế cá sấu bằng chữ nôm thay vì một chữ Hán, và thấy văn hay cho nên vua mới khen. Và vua mới đổi tên
Nguyễn Thuyên là thành ra Hàn Thuyên. Tại Hàn là một cái họ lớn, ngày xưa rất nổi tiếng về văn chương. Và nghe nói Hàn Thuyên là người sáng tạo ra cái tác phẩm đầu bằng chữ nôm có thể truyền lại, nhưng mà cái tác phẩm đó hiện bây giờ không có. Có một cái bài viết ra gọi là Văn Tế Cá Sấu, nhưng mà đọc chúng ta biết rằng đó là ngụy tạo. Trong khi đó thì bài Cư Trần Lạc Đạo này đã được chùa truyền lại. Và chúng ta phải biết rằng đây là tác phẩm nôm xưa nhất còn giữ lại. Mình ngồi thành thị, nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tĩnh, nửa ngày rồi từ tại thân tâm. Đó là viết trực tiếp bằng chữ nôm, không phải chữ nhỏ dịch ra. Chữ mình á, thì viết như thế này, viết dùng chữ mạng. Chữ ngồi á, thì viết như thế này. Thành viết như thế này. Chữ thành thị này không phải là vấn đề, là tại vì chữ thành thị nó có sẵn tiếng Hán Việt rồi, thành ra chỉ dùng chữ thành thị thôi. Nhưng mà chữ ngồi này chưa có. Vì vậy cho nên viết chữ ngoài, chữ ngoại là ngoài, và chữ tọa là ngồi, và chữ đó là chữ ngồi. Một bên là cái chữ tọa là có nghĩa là ngồi, một bên là chữ ngoài, nó rất gần với âm ngồi. Và mình ngồi thành thị, tức là cái thân mình tuy là ngồi ở chốn thành thị. Nết dụng sơn lâm, chữ sơn lâm này không có vấn đề. Sơn lâm nó là tiếng Hán Việt. Thân mình tuy là ngồi ở chốn thành thị, nhưng mà cái nếp sống của mình nó đã là nếp sống của người đang ở trong núi và trong rừng. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi. Chữ này là chữ nửa đây, nó có nghĩa là half. Đây là chữ nữ, bên này chữ bán, bán có nghĩa là một nửa. Còn bên này chữ nữ là dùng để mà phụ cái âm. Chữ nữ nó gần như chữ nửa, và bên kia nó có chữ bán là nửa, thì là chữ này chỉ có thể đọc là nửa thôi. Chữ ngày bên này có chữ nhật là ngày, bên này có chữ ngại, nửa ngày rồi. Từ tại thân tâm thì không có vấn đề. Đó là bốn câu đầu. Mình ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Thành đây thấy giống như chữ Hán, nhưng mà đọc thì không hiểu gì hết. Phải biết chữ nôm mới được. Và vua Trần Thái Tông, Trúc Lâm Thượng Sĩ, rất giỏi chữ nôm. Có thể gọi là tổ của văn chương nôm. Thường thường mình nói tới vua như là một nhà chính trị hay là một thầy tu, nhưng mà mình chưa từng nói tới vua như là người đi tiên phong trong việc sáng tác văn học bằng chữ nôm.
Thầy có tạm dịch ra tiếng Anh một đoạn như thế này. Although we still live in the city, but our manner is already like the manner of those who live in the mountain and the forest. Mình ngồi thành thị, mình tức là cái thân này, nếp dụng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính, tức là 1000 cái hành động của mình mà đến khi nó yên lặng lại rồi thì cái thể tính của mình nó sẽ an nhàn trở lại. Chỉ cần thực tập nửa ngày cho thư thái. Chữ rồi đây nó có nghĩa, nó vốn là nó là chữ xưa để nói là rỗi, tức là không có bị ràng buộc, không có bị trói buộc. Bây giờ chúng ta gọi là rỗi, rỗi rảnh, tức là không có bị bó buộc. Thì tự tại thân tâm, cái thân của mình nó cũng tự do, mà tâm mình cũng tự do, chỉ cần nửa ngày thực tập và tháo gỡ thôi. Thì chúng ta có thể dịch như thế này: When the 10,000 actions are calmed down, our nature will be peace and relaxation. Tôi đọc lại nha. Although we still live in the city, but our manner is already the manner of those who live in the mountains and the forest. When the 10,000 actions are calmed down, our nature is already peace and relaxation. Mình ngồi thành thị, nết dùng sơn lâm. Nét dùng sơn lâm, dùng tức là dùng. Dùng đây nó có nghĩa là làm. Muôn nghiệp lặng, an nhàn thể tính, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Chữ rồi ở trong này nó có nghĩa là thảnh thơi. Cái từ xưa nó có nghĩa là thảnh thơi, rỗi rảnh, không có bị ràng buộc, không có bị ma đuổi. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thì phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oan ngâm. Khi mà cái nguồn suối tham và ái nó đã dừng lại rồi ấy, thì mình không có còn nghĩ tới tiền bạc châu báu quý giá nữa. Có nhiều người cả ngày chỉ nghĩ tới làm sao để có thêm nhiều tiền thôi, là tại vì cái nguồn tham ái nó chưa chấm dứt. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. Dầu tức là tha hồ, chữ dầu ở đây có nghĩa là tha hồ. As much as you wish. Thị phi tức là cái chuyện nói qua nói lại, phải hay là không phải, right or wrong. Khi mà những cái sự đối đáp, những cái sự cãi cọ rằng anh phải hay là tôi phải, anh quấy hay là tôi quấy, tôi sai, khi mà cái tiếng nói thị phi nó lặng rồi, thì lúc đó mình tha hồ nghe được cái tiếng ca hát của chim yến và chim oanh. Lời qua tiếng lại đó, giải quyết chi đâu sao không dừng lại để nghe tiếng chim kêu. When the stream of craving and attachment is stopped, we no longer think of the gems and jewels. We no longer think of money.
and gold and jewels. When the speculation about right or wrong is silenced, you have plenty of occasion to listen to the song of the birds. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oan ngâm, được tha hồ nghe tiếng nói của chim én và tiếng ngâm của chim oanh. Thốt tức là nói lên. Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Thốt có nghĩa là nói lên, thốt lên lời cảm ơn. Cái thốt có nghĩa là nói, đó là cái từ cổ. Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ trí âm. Ở trong cuộc đời có nhiều người họ biết rong chơi nơi những chỗ nước biếc, họ biết ẩn thân họ nơi những cái chỗ núi xanh, họ lấy làm đắc ý. Nhưng mà trong thiên hạ có được mấy người có thể am tường được thế nào là bản chất của đào hồng và liễu lục. Đó là ý của Thiền sư Trúc Lâm. Thiên hạ năng mấy chú tri âm, mấy kẻ tri âm. Nhiều người đắc ý, mấy kẻ tri âm. Thì tri âm ở đây nó có nghĩa là biết tiếng. Bạn tri âm á, tức là cái bạn hiểu mình, tức là người bạn hiểu mình một cách rất là sâu sắc. Quý vị phải biết cái chuyện Bá Nha và Tử Kỳ ngày xưa thì mới hiểu được cái chữ tri âm. Bá Nha là một ông quan nhưng mà cũng là một nghệ sĩ, ông đàn rất hay, nhưng mà trong thế gian không có người nào hiểu được cái tiếng đàn của ông ta, cho nên lâu lâu ông trốn lên trên núi, ông đốt lên một lư trầm và ông đàn một mình trong núi. Ông chỉ đem theo một người để mang trà, mang đàn, mang trầm hương cho ông thôi. Thì ông làm việc ở trong xã hội, nhưng mà lâu lâu ông trốn vào trong núi để ông có thể ngồi yên lặng đốt nhang trầm lên và đàn một mình. Thì có một bữa đó trầm đốt lên mới đàn được có 10 phút thì tự nhiên dây đàn nó đứt. Ông mới nói người hầu lấy dây đàn khác ra để thay, để vặn lên và đàn. Nhưng mà đàn 5 phút nó đứt lại lần thứ hai. Ông nói lạ quá, hôm nay tại sao rủi như vậy. Ông mới lấy một cái dây đàn thứ ba, ông thay và ông đàn lên. Thì lần này chỉ 2 phút là dây đàn thứ ba đứt. Lúc đó ông biết rằng có người đang nghe lén. Và cái người này không phải là người tầm thường. Thì ông có đàn nữa, ông nói có ai, có người tri âm nào nấp ở đâu xin trình diện. Thì lúc đó có một người tiều phu xuất hiện, người đó tên là Tử Kỳ. Người đó có một cái lỗ tai, có thể thẩm thấu, có thể hiểu thấu được cái mầu nhiệm của tiếng đàn Bá Nha. Và sau đó thì hai người trở thành bạn rất là thân thiết với nhau. Một cái cặp tri âm là biết, biết có cái khiếu thẩm âm, hiểu được cái đẹp của nhau, và là bạn tri âm là như vậy. Bá Nha và Tử Kỳ là một cái chuyện tình rất là nổi tiếng giữa hai người
hai người nhạc sĩ, một người biết đàn và một người biết nghe. Mà khi nào mà mình tìm ra được một người tri âm, mình có thể gọi được gọi là một người có hạnh phúc ở trên đời. Người nào không có bạn tri âm là người đó chưa có hạnh phúc. Chơi nước biếc, non xanh, biếc tức là màu blue. Non xanh, xanh tức là màu green. Chơi nước biếc ấn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Ở trong nhân gian thiếu gì người biết thưởng thức nước biếc và non xanh. Nhưng biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Mấy chủ tri âm hay là mấy kẻ tri âm? Mấy chú tri âm. Chú cũng là người và kẻ. Chú này, chú kia. Tuy nhiên, ở trong thiên hạ có được mấy người có thể hiểu thấu được cái bản chất của đào hồng và liễu lục? Đó là một cái thiền ngữ. Tại vì ngày xưa, có một thiền sư tên là thiền sư Linh Vân. Ông tham thiền, ông thiền quán lâu ngày mà không có đạt đạo. Nhưng một hôm, trong khi ngắm hoa đào, thì tâm tư ông bừng sáng. Và vì vậy cho nên Linh Vân Thiền Sư được coi như là một người hiểu thấu được cái bản chất của đào hồng. Linh Văn Thiền Sư là tên là Trí Cầu, gọi là Linh Văn Thiền Sư tại vì ông ở núi Linh Văn, ở Phúc Kiến, ở Phúc Châu. Ở trên núi Quy Sơn, một hôm thấy hoa đào nở mà giác ngộ, cho nên làm ra một bài kệ rất nổi tiếng. Tam thập niên lai tầm kiếm khách. 30 năm qua tôi đi tìm người kiếm khách, tức là người đánh gươm. Trực chỉ như kim, cánh bất nghi. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỹ hồi lạc diệp, hữu trừ chi. 30 năm đi tìm kiếm khách, bao lần lá rụng lại chồi tớ. Bao nhiêu lần thấy lá rụng, rồi những cái chồi non nó sinh ra, tức là 30 lần. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu. Nhưng mà từ cái khi thấy được hoa đào nở, thì thực trực chỉ như kim cánh bất nghi. Từ khi thấy được hoa đào nở, thẳng đến như nay mới chẳng ngờ. Ba chục năm nay tôi đi tìm kiếm khách, và bao lần tôi thấy lá rụng và chồi non nó mọc trở lại. Nhưng mà từ khi thấy được hoa đào nở cho đến bây giờ, thì tất cả những mối nghi trong lòng tôi mới tan biến. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, kỹ hồi lạc diệp hữu trừ chi. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực chỉ như kim cánh bất nghi. Không còn những cái điều nghi ngờ nữa. Vậy thì Linh Vân Thiền Sư là người nhìn hoa đào, thưởng thức hoa đào, nhưng mà thấy được cái bản chất của hoa đào và giác ngộ. Thì trong đời có biết bao nhiêu người
thấy hoa đào và thưởng thức hoa đào, nhưng mà có được bao nhiêu người thấy được cái bản lai diện mục của hoa đào? Liễu lục cũng vậy, liễu lục tức là liễu màu xanh. Chúng ta thường nghe những câu nói rằng là hoa vàng, liễu lục đều là những biểu hiện của pháp thân màu nhiệm, của bản môn màu nhiệm cả. Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Tử trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh. Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân. Nó có nghĩa là trúc màu tím, hoa màu vàng, không phải là cảnh nào khác. Bạch vân minh nguyệt hiện toàn chân tức là mây trắng và trăng sáng đều hiện ra cái thể tánh chân thật. Nếu mà chúng ta có chánh niệm, nếu chúng ta có định, thì khi mà tiếp xúc với trúc tím, với hoa vàng, với trăng sáng, với mây, với trăng trong, với mây trắng, tiếp xúc với liễu xanh và đào hồng, thì ta có thể thấy được cái bản chất của thực tại. Cái đó trong thiên hạ ít người có thể đạt tới được. Và Trúc Lâm Đại Sĩ nói: chơi nước biếc ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, nhưng biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú trí âm. Năng ở đây có nghĩa là có thể. Chữ năng ở đây có nghĩa là có thể. There are many people in society who are capable of enjoying the blue oceans and the green mountains. But how many of them are capable of understanding the real nature of the red cherry blossoms and the green willow? Dịch ra tiếng Anh có vẻ dễ hơn. Có những người, có rất nhiều người có thể thưởng thức được nước biếc và non xanh. Nhưng mà có được bao nhiêu người có thể thấy được cái tự tánh của đào hồng và liễu lục? Và chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ năm. Chúng ta đọc những cái bài này giống như chúng ta đi thẳng vào trong trái tim của người xưa, biết rõ được cha ông của chúng ta ngày xưa như thế nào. Thành ra các vị thuộc văn hóa Việt Nam á, trong khi đọc những cái tác phẩm về thiền như thế này,
Không những mình thấy được cái giáo lý của Bụt mà mình cũng tiếp xúc được với sâu rất sâu sâu sắc với tổ tiên của mình. Thì điều này cũng được áp dụng cho tất cả mọi người, là mỗi mỗi xứ đều có các bậc thầy của thời trước, cũng có tổ tiên tâm linh của mình, và các vị tổ tiên của mình đã sống, đã trải qua, đã đi qua những kinh nghiệm về khổ đau, về hạnh phúc, đã có tuệ giác. Thì những kinh nghiệm của họ đã được ghi chép lại trong văn và trong thơ, trong tác phẩm. Thì khi mình ngồi mình đọc lại và mình tiếp xúc với những cái tác phẩm văn thơ đó, đó là cũng là một sự thực tập. Mình tiếp xúc với tổ tiên, với dòng họ tâm linh của mình. Thì có một lần khi mà đại chúng Làng Mai học về Trường Kiều, thì thầy có nói với sư cô, sư chị Chân Đức là bên Anh á, thì mình cũng có thể làm như vậy đối với các tác phẩm nước Anh, Shakespeare, bên Đức cũng vậy, có những cái tác phẩm ngày xưa nó nói lên cái kinh nghiệm tâm linh của các vị tổ sư. Thì khi mà đọc không phải là học văn chương không, mà chúng ta thực tập tiếp xúc với tổ tiên của chúng ta ngày xưa. Và khi mà nối tiếp được với tổ tiên rồi, thì cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ, cô đơn của chúng ta nó sẽ tan biến. Thì chúng ta nghe nói đến Trần Nhân Tông và chúng ta nhắc tới tên vua rất nhiều, nhưng mà chúng ta không có thực sự biết Ngài là ai. Thì chỉ qua những tác phẩm như thế này thì chúng ta mới mới có thể tiếp xúc được thật sự với con người của Trần Nhân Tông. Xin nhắc lại đại chúng nghe là Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu bằng pháp thoại trước. Xin các sư cô sư chú chuẩn bị trước để 9 giờ rưỡi chúng ta có thể bắt đầu. Chúng ta phải nối một cái sợi dây từ trong nhà thờ Bụt ra đây. Và tại vì tăng thân Sen Bốc sẽ được nghe bài pháp thoại ngày Chủ nhật tuần sau đồng thời với chúng ta. Nó sao nhiều vậy này?